Xin chào tất cả anh chị em, welcome mọi người trở lại với channel của mình. Thời gian vừa qua chúng ta đã chứng kiến sự tăng trưởng rất là mạnh mẽ của toàn bộ thị trường cryptocurrency, kể cả Bitcoin và tất cả những đồng altcoin cũng đã tăng rất mạnh. Đặc biệt là Bitcoin là đồng coin dẫn đầu thị trường đó mà chỉ chưa đầy một tháng thôi cũng đã tăng đến 30-40%, làm cho rất là nhiều người bỡ ngỡ đúng không anh chị em? Mình tin chắc chắn rằng rất là nhiều anh chị em chúng ta cũng đã bỏ qua sóng này rồi, đặc biệt là sóng trade anh chị em nhé. Còn những ai mà chúng ta gọi là dự đoán theo cái mức độ hên xui lên được thì mọi người nói rằng là đúng rồi thôi. Còn khi nó xuống thì mọi người sẽ không có phản ứng gì cả. Cái điều đấy điều đương nhiên của thị trường thôi và nhiều người cũng có nhận định như vậy đúng không? Toàn bộ thị trường thì đang rất là sợ hãi. Lúc đó thì Bitcoin cũng đã tăng mạnh lên và nhiều đồng altcoin cũng đã boom rất là mạnh luôn. Và liệu còn cơ hội nào khác cho chúng ta đầu tư ở trong cái giai đoạn này hay không? Mặc dù là Bitcoin và altcoin cũng đã tăng mạnh rồi. Thì ở clip này đây thì mình sẽ mang đến cho mọi người hai cái dự án rất là tiềm năng, khả năng sẽ lead trend trong thời gian tới nha anh chị em. Có nghĩa là chúng ta biết rằng khi mà thị trường tăng trưởng sẽ có một số cái đồng coin lead trend đúng không? Nó sẽ kéo thị trường đi lên mạnh mẽ hơn. Thì ở trong clip này chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về hai cái dự án đó nhé. Và như thường lệ, anh chị em chúng ta cảm thấy clip hữu ích nhớ thả một like cũng như là subscribe kênh YouTube để không bỏ lỡ qua tất cả thông tin quan trọng nào từ thị trường, đặc biệt là những dự án tiềm năng nhé. Và ngày hôm qua thì mình có update thời gian gần đây mình update cho mọi người khá là nhiều các cái đồng coin để chúng ta tham gia vào trade đúng không? Và ở đây thì có một clip luôn có toàn bộ hầu như những cái đồng coin low cap mà thôi để chúng ta có thể là trade, thì anh chị em có thể tham khảo lại. Một số đồng coin cũng đã tăng, một số đồng coin thì vẫn là điểm mua mà thôi đó. Và trên nền tảng Twitter của mình thì mình có update thêm một số dự án. Và ngày hôm qua trên nền tảng của Telegram mình có update cho mọi người một cái dự án sổ số để chúng ta có thể tham khảo, đó là dự án ALT đúng không? Aptos Nan. Dự án này thì nó thuộc nền tảng Launchpad của Aptos, và sau khi mà anh chị em chúng ta tham gia vào trade thì thời điểm hiện tại nó cũng tăng hơn 50% rồi. Thì mọi người tham khảo cái dự án này qua clip đây anh chị em nhé. Mình có làm hẳn một clip cho mọi người xem cách đây khoảng tầm 14 giờ thôi, clip mới nhất nhé. Ok, và quay trở lại đối với cả chủ đề ngày hôm nay đi, thì chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về hai cái dự án khả năng sẽ lead trend. Ở dự án đầu tiên chúng ta sẽ cùng tìm hiểu đó là dự án Fed AI. Dự án này khả năng anh chị em chúng ta cũng đã nghe qua rồi đúng không? Dự án này thì nó không phải là sớm đâu, nó không phải là mới có đâu anh chị em nhé, mà nó đã có từ năm 2019 rồi cơ. Nhưng mà thời điểm hiện tại đây thì rất nhiều các ông lớn chú ý đến cái nền tảng Fed AI này, đặc biệt là trong đó có tỷ phú Elon Musk hoặc là cả Google, những cái ông lớn, các lớn khổng lồ đó anh chị em. Nó làm về cái mảng AI trí tuệ nhân tạo đó anh chị em, cho nên khả năng nó sẽ là một cái đồng coin lead trend thị trường nhé. Thời gian vừa qua thì nó tăng cũng khá là tương đối ở trên nền tảng của sàn Binance và một số sàn khác rồi. Và đây là cái website chính thức của Fed AI. Fed AI thì nó là một cái nền tảng máy học phi tập trung. Nói về cái ngôn ngữ, về định nghĩa của nó thì hơi trừu tượng, anh chị em cứ hiểu rằng nó hiện tại đang hỗ trợ về những công nghệ AI vào cái cuộc sống thực tế. Mình sẽ nói qua một chút về những công dụng của nó đi để cho anh chị em chúng ta sẽ hiểu hơn nhé. Đầu tiên ấy, thì sẽ nói qua một chút về cái lịch sử của nó này. Thì nhóm thành lập cái Fed AI này được thành lập từ năm 2017 cơ, và ra mắt mã thông báo qua hình thức là IEO ở trên nền tảng của sàn Binance từ tháng 3 năm 2019, và mạng chính thức của Fed AI đã hoạt động vào tháng 1 năm 2020 nhé. Và chúng ta sẽ cùng tìm hiểu qua một chút về những ứng dụng của nó hiện tại đây, như là nó tối ưu hóa giao dịch cho người dùng về cái dịch vụ tài chính, hoặc là cái thứ hai nữa là sẽ cấu hình lại mạng lưới giao thông công cộng, có nghĩa là những mạng lưới giao thông công cộng bên ngoài đó thì sẽ áp dụng công nghệ của Fed AI này để có thể cấu hình lại, để có thể là trơn tru hơn đó anh chị em, công nghệ AI đó mọi người đó, và hỗ trợ khả năng thích ứng với hành vi của người dân thành phố thông minh. Nếu mà anh chị em chúng ta đã từng đi du lịch nhiều nơi, đặc biệt là những nơi của Vinhome Ocean Park, Vinhome đó anh chị em, thì có một số công nghệ gọi là quét mặt nhận diện đó anh chị em. Ví dụ như chúng ta vào ăn buffet này, chúng ta đi ra vào ngoài này, thì họ cũng sử dụng công nghệ AI để có thể quét nhận diện gương mặt đó đã gọi là mua vé rồi anh chị em. Ok, và giải tán các nền kinh tế biểu quyết về những cái các nền kinh tế bên ngoài sẽ có cái đơn vị trung gian đó, thì họ sẽ loại bỏ cái đơn vị trung gian đó. Nghĩa là bình thường thì chúng ta biết rằng là crypto thì tại sao gọi là xu hướng, đặc biệt là DeFi đó mọi người, đó nó mang cái tính phi tập trung, kể cả Bitcoin vậy anh chị em nhé. Có nghĩa là không ai có thể là điều hành nó, mà toàn bộ chúng ta sở hữu chúng ta có thể điều hành được, gọi là tính phi tập trung. Và tương lai sắp tới ấy, thì công nghệ cũng hướng đến những điều như vậy anh chị em nhé, phi tập trung, kể cả Web3 hay là các nền tảng mạng xã hội như vậy thế thôi. Và cái công dụng cuối cùng là kết nối năng lượng với lưới điện thông minh bằng cách là cấp phân quyền truy cập vào dữ liệu. Và Fed AI họ cũng hy vọng sẽ phân phối sức mạnh đến các công ty độc quyền ở trên dữ liệu hiện tại đang có để hỗ trợ các nền tảng bên ngoài đời sống. Chúng ta biết rằng các cái công dụng vừa rồi mình kể qua thì hầu như đều là những vấn đề rất là nan giải hiện tại đang diễn ra trên cuộc sống luôn anh chị em. Và nếu Fed AI họ có thể giải quyết được những vấn đề như vậy thì đây sẽ là một dự án cực kỳ là tiềm năng anh chị em nhé. Và anh chị em chúng ta sẽ cùng xem qua một chút về các vòng gọi vốn Fed AI nhé. Fed AI cũng đã trải qua hai vòng gọi vốn này. IEO thì kết thúc vào 25 tháng 1 năm 2019 đúng không? Giá ban đầu khởi điểm đó là 0,0867 đô la ở trên nền tảng của Binance ở qua hình thức Launchpad đó mọi người, và ride được qua cái vòng đó là 6 triệu đô nhé. Và tiếp tục như vậy thì private sale thì họ cũng đã kết thúc vào năm 2018 rồi với giá khởi điểm là 0,0527 đô la.
và cũng Riot được tất cả là 17 triệu đô. Qua hai vòng này đây thì Riot tất cả là 23 triệu đô anh chị em nhé. Và tính điểm hiện tại đây thì Riot đang x3 so với cả giá EO trên nền tảng của sàn Binance và đang x5,6 lần so với cả giá private sale. Nếu mà thực sự ở trong cái giai đoạn mà uptrend ấy thì những cái dự án mà mới x có vài lần so với cả giá IEO hay là giá private sale thì nó quá là bình thường thôi. Nhưng mà thời điểm hiện tại đây thì vẫn đang ở trong cái giai đoạn rất là lấp lửng đúng không anh chị em. Mặc dù thị trường cũng đã breakout qua cái vùng 23.000 rồi, qua một số vùng an toàn thì mình cũng đã cập nhật cho mọi người cái thông tin về on-chain ấy, cho thấy rằng là hiện tại cái mức độ tham lam của toàn bộ thị trường đang đang tiến lên nhé, và đang đạt những cái mức mà vượt qua được cái vùng sợ hãi rồi đó. Có nghĩa hiện tại thị trường đang lặp lại các chu kỳ trước đây ở trong các giai đoạn mà thị trường đã bung mạnh như là tháng 11 năm 2021 vừa qua, đạt đỉnh ở khoảng tầm 69.000 đô anh chị em. Tuy nhiên thì thị trường hiện tại vẫn đang còn ẩn giật khá nhiều phút, cho nên anh chị em ta trade thì cần phải cân nhắc. Và lát nữa đây thì mình cũng show qua cho mọi người về cái biểu đồ chart để chúng ta có thể tham gia đầu tư ngắn hạn ở đoạn nào và đầu tư dài hạn ở đoạn nào anh chị em nhé. Ok, và chúng ta có thể đọc đầy đủ thông tin chi tiết đây. Còn đây sẽ là cái token allocation của dự án, cũng như là token mix của dự án nhé. Mọi người sẽ tìm hiểu về cái lịch trả token của dự án này nhé. Theo mình tìm hiểu ấy, sơ qua ấy, thì lịch trả token về các cái vòng private sale cũng như là EO thì đã hoàn toàn xong rồi đó anh chị em, cho nên dự án này đầu tư thì cũng an tâm một phần về cái vấn đề gọi là xả từ những quỹ lớn đó anh chị em. Ok, và chúng ta sẽ cùng tìm hiểu tiếp tục đối với cả dự án này ấy. Các nhà đầu tư của dự án ấy thì gồm những quỹ như là BlackRock hoặc là Oriole Venture. Ở đây cũng là một trong số những cái quỹ rất là lớn ở trên thị trường và cũng đã có từ lâu đời rồi, tham gia vào đầu tư thị trường cryptocurrency cũng khá là lâu anh chị em nhé, đầu tư cũng nhiều dự án thành công rồi. Ok, còn đây sẽ là thông tin về tokenomics của dự án nhé. Chúng ta có thể đọc thông tin ở trên nền tảng của Mastery. Còn về lộ trình của dự án thì mọi người có thể đọc trực tiếp trên nền tảng Medium của dự án nhé, có ghi rất là chi tiết cho mọi người, và chúng ta có thể update thêm những thông tin khác xoay quanh dự án này, đặc biệt là về roadmap mới của dự án ấy, trên nền tảng của Twitter của dự án nhé. Đây sẽ là Twitter chính thức của dự án, hiện tại đang có 114.000 follow này. Ok, và bây giờ mình sẽ phân tích nhanh cho mọi người cái đồng coin này trên nền tảng của sàn Binance. Trên sàn Binance đang ghi nhận giá hiện tại thì để mình làm clip đây đang là 0,3 đô la. Có nghĩa là tính từ đầu tháng đến giờ, đầu tháng 1 ấy, năm 2023, thời điểm hiện tại gần cuối tháng 1 đó, thì nó đã x đâu đó khoảng gần 4 lần rồi anh chị em nhé. Đó, gần 4 lần rồi. Và nếu mà chúng ta vào thời điểm hiện tại thì khá là gọi là cũng rủi ro đó mọi người, bởi vì nó tăng trưởng khá là mạnh sau khi nó có những thông tin xoay quanh về cái trend công nghệ AI đó mọi người. Đó, mặc dù thì đồng coin này đã thành lập đã có từ năm 2017 2018 rồi cơ, 2018 rồi. Nhưng mà thời điểm hiện tại thì nó boom rất là mạnh đúng không mọi người? Sau khi mà test tại cái vùng đáy của nó là cái vùng 0,09 đó mọi người. Chúng ta có thể xem ở trên khung tuần nhé. Đó, chúng ta có thể nhìn thấy chưa? Nó test lại cái chỗ khu vực đáy này và nó sideways khá là dài. Chúng ta nhìn thấy cái vùng sideways nó đây. Và sau đó thì hiện tại nó break out qua cái vùng này đây, và hiện tại cũng đã tăng trưởng là 0,3 đô la rồi. Và nhìn theo cái chart của chu kỳ dài hạn thì cái đồng coin này vẫn có thể tăng trưởng tiếp tục nữa. Còn về cái vùng bắt để sóng chơi ngắn hạn ấy, thì mọi người đợi nó test lại cái vùng đó là 0,2578 anh em nhé. Đó, 2578 thì chúng ta có thể bắt, còn thể là sâu hơn ấy, thì sẽ là từ vùng nhé 0,02 cho đến 0,2578, đó là vùng chúng ta bắt để trade. Còn nếu mọi người muốn đánh rủi ro hơn thì có thể mua thời điểm hiện tại nhé, vì cái lực mua này mình nghĩ rằng khả năng có thể break out được qua cái sóng sideways ở trên cùng ngày, khả năng chúng ta có thể TP được cái sóng này lên cái vùng đó là 0,52 0,53 đô la nhé. Còn nếu thực sự nó trend bùng nổ mạnh thì cái đồng coin này sẽ được bơm khá là mạnh luôn, bởi vì trên nền tảng CoinMarketCap thì cái đồng coin này hiện tại thống kê đang khoảng tầm 251 triệu đô la mà thôi, cung ra bên ngoài thị trường là 24% rồi, và tổng tối đa con này là 3,4 tỷ đồng token. Ok, và đây sẽ là cái đồng coin FedAI. Mình sẽ đến với cái đồng coin thứ hai nhé. Và dự án tiếp theo chúng ta sẽ cùng tìm hiểu trong clip này đây, đó là dự án GMX nhé. GMX thì khả năng anh chị em chúng ta cũng biết khá là nhiều trên nền tảng của sàn Binance đúng không? Thực ra một con nó mới listing mà anh chị em. Trên màn hình đây sẽ là website chính thức của GMX. Nó là một cái AMM được phát triển trên hệ sinh thái của Arbitrum. Tuy nhiên thì trước đây á, nó là một cái AMM phát triển trên hệ sinh thái của BC cơ, BB Chain đó mọi người. Và sau khi phát triển thành cái thành phẩm sản phẩm rồi thì bắt đầu xây dựng ở trên Arbitrum và chuyển sang hoạt động riêng biệt luôn ở trên hệ sinh thái của Arbitrum luôn. Và với danh nghĩa là một trong những sàn giao dịch hợp đồng vĩnh cửu đầu tiên ở trên hệ sinh thái của Arbitrum thì GMX đã thu hút rất là nhiều cái user sử dụng. Và ngay sau đó thì nó chuyển sang thêm một cái mạng lưới nữa để có thể phát triển, đó là mạng lưới Avalanche. Chúng ta có thể nhìn thấy rằng là hiện tại đây á thì thời gian vừa qua theo thống kê của Orbiter, các nền tảng Layer 2 đã phát triển rất là mạnh. Các cái lượng transaction ở trên Layer 2 đã tăng trưởng chóng mặt và tăng gấp mấy lần so với cả Layer 1, có nghĩa là các user họ đang chú đến các Layer 2 rất là mạnh. Và trong đó có hệ sinh thái của Arbitrum và Optimism là những hệ sinh thái hiện tại đang được chú ý đến các nhà đầu tư rất là nhiều luôn nhé. Trên mình chúng ta thấy rằng là hiện tại thì cái tổng trade volume ấy, ở trên cái nền tảng của GMX đang là 98 tỷ đô la, một con số cực kỳ lớn luôn, với total user hiện tại đang là 212.000 user đúng không anh chị em.
Và cái thống kê ở đây chúng ta có thể nhìn thấy hiện tại cái team Block ở trên nền tảng của DeFi Llama ghi nhận rằng là team Block của GMX đang là 515 triệu đô la, và trên nền tảng của Arbitrum là 441 triệu, trên Avalanche là 71 triệu và staking là 382 triệu đô. Và cái TPL này thì thời gian vừa qua vẫn tăng trưởng mặc dù thị trường có biến động anh chị em nhé. Có nghĩa là dòng tiền thì vẫn đang đổ vào trong cái hệ sinh thái của cái đồng GMX này. Và GMX này thì nó sẽ cung cấp cho tất cả các trader đầy đủ tất cả các công cụ để có thể giao dịch spot cũng như là giao dịch future long short anh chị em nhé. Đánh mạnh về ưu điểm đó là tiết kiệm về chi phí này, không chênh lệch giá, funding rate cũng như là giảm thiểu giao dịch về khả năng thanh lý tài sản. Và đặc biệt thì hiện tại dự án đã được coi là một số những đối thủ tên tuổi như là trên thị trường đang có như là DIDX hoặc là Mercedes. Ok, và chúng ta sẽ cùng tìm hiểu tiếp tục đối với cả dự án này. Ok, và anh chị em mà chúng ta muốn tìm hiểu sâu hơn về dự án ấy thì mới có thể lên white paper của dự án, trong đó có đầy đủ tất cả thông tin liên quan đến định nghĩa về tokenomics, về lộ trình, về phần thưởng, về cái đồng GLP là cái đồng token thứ hai trong dự án đó, cũng như tất cả các thông tin liên quan đến hợp đồng kiểm toán thì có được ghi rất là đầy đủ ở đây anh chị em nhé. Đồng GMX sẽ là cái đồng flagship token của dự án này, thì mọi người nắm giữ thì mọi người cũng sẽ nhận được những quyền lợi liên quan đến quyền biểu quyết hoạt động quản trị của dự án, chia sẻ doanh thu, hay là chúng ta có thể tham gia vào staking hoặc là có thể là tham gia vào các cái phần thưởng pool anh chị em nhé. Còn về thông tin về đội team dev ấy thì hiện tại đội team dev ở mình tìm hiểu thì đang ẩn danh. Tuy nhiên thì tất cả các hoạt động của họ trên nền tảng social như là Twitter hoặc trên Discord hoặc là trên Medium ấy, thì họ vẫn hoạt động thường xuyên. GitHub thì họ vẫn build bài thường xuyên anh chị em nhé. Và gần đây thì đã có một thông tin rất là quan trọng đối với cả dự án này, đó là dự án cũng đã hợp nhất nhánh thành công sau 3,5 tháng hoạt động. Và đây sẽ là một thông tin cực kỳ là quan trọng được update trên nền tảng GitHub của dự án, mọi người có thể cập nhật trên nền tảng Twitter của dự án nhé. Và tại sao chọn cái dự án này trong clip thứ hai của mình nhá, thì dự án này sẽ lead cái chain mang tên là Real Riddle. Cái chain này thì mọi người có thể tìm hiểu ở trên Google nhưng mình chỉ nói qua một chút thôi. Real Riddle nó là một cái model mới trên nền tảng của DeFi, và anh chị em biết là DeFi thì vẫn là một cái chain lớn nhất hiện tại đang lead chain toàn bộ thị trường đó. Và Riddle thì nó là một cái mô hình sinh lợi nhuận thu được từ việc tạo ra doanh thu thực, trái hoàn toàn so với cả mô hình trước đây của DeFi, đó là liquidity mining. Và khi mà dự án min thêm các token để trả cho người dùng ấy, thì nhiều doanh thu hơn, nhiều lợi nhuận hơn sẽ thu được để có thể trả cho người dùng và ngược lại. Và khi mà đầu tư vào một dự án với mô hình là Riddle như GMX đây thì sẽ là đặt cược vào khả năng thu hút người dùng mới này, cũng như là tăng doanh thu liên tục để thưởng cho chủ sở hữu token. Và nói dễ hiểu hơn ấy, là dự án sẽ trích toàn bộ doanh thu chia lại cho người dùng qua việc stake và cung cấp thanh khoản cho dự án, tạo doanh thu bền vững và hạn chế lạm phát token được stake. Và hiện tại thì GMX đang là một dự án khá nổi bật trong cái chain này. Và thời gian vừa qua thì hẳn anh chị em chúng ta cũng nghe khá là nhiều các bài report và bài báo cáo về dự án này rồi. Bây giờ mình sẽ update nhanh cho mọi người về token của dự án trên nền tảng của sàn Binance nhé. Hiện tại trên Binance thì sau khi thời gian có tin vừa qua thì đồng GMX cũng đã tăng trưởng rồi, từ cái vùng là 3-40 đô cũng đã tăng lên cái vùng 5x rồi đúng không anh chị em? Và cái vùng hiện tại trong clip mình đang làm đây đang là 55 đô la. Và nếu mà anh chị em chúng ta muốn trade ấy, thì có thể đợi điều chỉnh về cái vùng đó 50 đô la nhé. Cái vùng điều chỉnh về từ 45 đến 50 đô la là cái vùng mọi người có thể mua được để có thể trade được cái đồng coin này. Và mình kỳ vọng nếu mà thị trường có thể ổn định được thì đồng coin này có thể là TP từ 60, 67 là lại đỉnh cũ đấy. Và có thể là X2 từ cái vùng mình cho mọi người mua đó. Ok, và trên đây thì mình update nhanh cho mọi người về hai cái đồng coin, đó đồng Fed và cái đồng GMX, đều là hai cái đồng coin hiện tại theo quan điểm của mình sẽ dẫn trend trong thời gian tới nếu mà thị trường ổn định. Anh chị em chúng ta cảm thấy clip vui nhớ thả một like cũng như subscribe kênh YouTube nhé để không bỏ lỡ qua tất cả thông tin quan trọng này nhé. Và mọi người nhớ lưu ý giúp mình, tất cả thông tin chỉ là tham khảo, không được xem được quyền đầu tư nha. Xin được cảm ơn và hẹn gặp lại tất cả anh em những clip sau.